giao phong bộ nà. Hoan nghênh đại gia đã đến với nà sinh hoạt chương mục à, chúng ta hiện tại hạ sát Hy Bồ Sát. Ok, hello đại gia hảo. Đây, hello đi sao? Hello. Phía bên bạn hữu gọi Đặng Chí Sùng. Chúng ta bắt đầu hạ sát. À, bên kia bạn hữu là đến từ Yến Nam. Gọi Lý Hùng Trinh. Xin chào. Đấy, chào. Lại, lại đại gia hả? Chúng mình bắt đầu hạ sơn lộ rồi. Cho đại gia xem một chút. Hiện tại con đường này là Hy Bồ Sát, hướng Hy Bồ Sát lên đỉnh. À, bắt đầu đi rồi. 比较难走。 Đúng rồi. Tao bám vô, bám hai tay vô, đúng rồi. Đúng rồi. Mà tổ là. Chỗ à, chỗ à, có chạy luôn. Cố lên, cố lên. Cha vậy? Ừ. Không cho nổi nhưng mà phải cố lên, kiên trì lên. Này, sao bé ơi sao? Phá tao chưa thì cảm giác chẳng mẹ. Cười gì mà. Hãy suy là sưng là phá mẹ mẹ nè. Lãng suy. Bà khá mẹ sáng ngay chung dư rùa. Hứa hứa hứa. Hứa hứa hứa. Hứa hứa hứa. Lên đây ăn mì gói là siêu ngon phải không? Lên đây là có mì gói là siêu ngon. Chứ là xem với xem mình sợ sợ hồ để sử dụng. Con sao lại? Wow. Wow, dốc dữ người ta. Cố lên. Bám vô. Tạo hai tay bám vô, hai tay bám dưới đất á, bám dưới đất. Bám vô cái thành sắt á. Đúng rồi, leo lên, leo lên, leo lên. Đúng rồi, bám lên. Đúng rồi, khúc này khúc khó nhất nha. Xong. À, tới rồi. Đẹp không?
有几步。啊！啊，我们到了，一二三，耶！好，哎，是吧？他体力好。嗯、来，大卫，你今天爬山怎么样？啊？说一下感受。我爬山很开心。很开心吧？累不累？累一点，累一点，有一点累啊。腿疼吗？有没有想哭？没有，没有，没有，我跟他吹鼻子吹了好几回了。那下次，那下次要不要跟爸爸去爬山？下次要吗？还要不要？不要了。因为太累了。